Để các bác, video này em sẽ lắp ráp toàn bộ cái đồng hồ Oren 3 sao cổ này. À, sau khi đã lau dầu xong rồi. À. Khi lau dầu xong rồi thì trước tiên là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ này. Và tra dầu mỡ. Về cái phên phên máy của nó, gọi cái phên máy, mảng phên nhỉ. À. Thì mình vệ sinh sạch sẽ đi. Nó mình sẽ tra dầu luôn vào cái mảng phên này. Đó. Việc tra dầu này giúp máy chạy trơn tru bon hơn, nhưng mà các bác đừng có tra nhiều quá nhé. Em gặp rất nhiều trường hợp là nhiều bác có điều kiện, các bác cứ tống rất nhiều nhiều dầu vào đó, nhưng mà nó phản tác dụng các bác nhé. Cái gì nói chung là nhiều quá, có từ quá là không tốt mà. Quan điểm của em thế. Kể cả tốt quá cũng không thành không tốt, bởi vì là quá thì nhiều lúc người ta lợi dụng. Đấy, chấm xong thì em sẽ để anh đây để thì lắp vào cho nó dễ. Cái này mình cũng tra hết dầu vào để chân kính. Đấy, đừng có tra nhiều. Nhiều bác cứ thế tiện tay là tương tương vào thôi, là chết đấy. Quan điểm của em là vừa phải thôi. Thôi em để ở đây. Có. Đó, rồi, bây giờ em sẽ xử lý đến một số bánh xe. À, bánh xe trước khi lắp mình vệ sinh cho an toàn trước khi lắp. Đó. Bên gai các bác gắp cẩn thận nhé, không mẻ cái răng gai là thôi bứt đi đấy. Đó, em sẽ lấy cái giấy em cắt cái giấy này để em thông như em đã từng làm đấy. Bác nào xem quen thì các bác biết em làm như, các bước như thế nào. Chẳng có cái gì cao siêu cả đâu. Làm như nào em quay như thế, thậm chí là video của em không có cắt ghép thế nào cả luôn, đúng không? Các bác xem 10 video trên mạng thì cả 10 video đều cắt ghép hết. Nhưng video của em chẳng có cắt ghép cái gì cả. Em làm thế nào thì em quay như thế thế thôi. Thực tế luôn. Thế mới biết tốc độ làm của thợ. Cắt ghép người ta không muốn dài video, bởi vì là họ cắt cắt đi. Đấy, còn em chả cắt, em quay như nào em làm như thế, chả giấu cái gì cả. Đấy, chả giấu cái gì cả luôn nhé. Đấy, thông này có tác dụng là bên trong này thì các bác biết là cái chổi của mình lau dầu ấy nó không chui vào bên trong đâu, đúng không? Nó chỉ ở bên ngoài thôi. Cái này thì khó quá, cái bé quá thì không thông được, chịu. Đó. Đó, sau khi xong thì em sẽ lắp vào. Đầu tiên là sắp cái hồi. Đó. Rồi lắp cái mảng phên chắn. À, cái chỗ này có nhiều bác lắp nhầm con ốc. Nó chỉ có một con ốc trung gian nhé. Con ốc này không ngắn cũng không dài các bác nhé. À, nếu mà các bác lắp con ốc dài nó sẽ lồi sang bên 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 kia, nó chạm vào cái cá ngay lập tức này. Đây này. À, nó chạm ngay vào đây này. Thì nó sẽ cái dây này tự dắt lịch ngay lập tức. Đó. Cần tinh ý một tí là được đấy mà các bác. Các bác cũng khuyến khích các bác mà không 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 chuyên, các bác đừng có nhìn em làm mà bắt chước nhé. Nó thành phá đồng hồ đấy. Phá đồng hồ quá tội. Đó. Thực với các bác thế. Thế nên em bảo các bác đừng 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 có nhìn 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 em làm mà bắt chước làm. Nhìn để tham khảo thôi. Thì được, ok. Em đồng ý. Đó. Em để dịch ra đây để làm cho nó dễ. Quay các bác nhìn nó dễ. Đó. Zoom gần lại nhá. Các bác bảo nhìn xa quá không nhìn thấy. Đó. Thì gần thôi.
Đó, đây là cái màng chắn của nó này. Sau khi chắn này mình em sẽ chắc các bác sẽ nhìn thấy chẳng có thợ nào mà như em là không đeo găng tay đâu, đúng không? Em chắc là duy nhất thôi, củ chuối nhất, đúng không? Đó. Nhiều bác nhìn bực mình lắm. Rồi kệ thôi, em thì 30 năm trước làm như thế nào thì bây giờ vẫn làm như thế, không có thay đổi gì cả. Và ba con ốc này các bác đừng đừng xiết ốc vội ngay nhé, mà từ từ đấy nhé. Theo kinh nghiệm của em thì các bác đừng xiết ba con ốc này vội. Đấy, các bác sẽ quay cái này này. Đấy, thấy bánh xe nó xe đều này. Đấy, thì hãng hãng xiết ốc nhé. Đó. Ok. Hôm đấy các bác xiết ốc cũng chưa muộn, đúng không? Với em có điểm của em như thế. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp cái bánh lên cót. Cái này lắp chuẩn chỗ này, nó có không phải hình tròn đâu. Nhiều bác cứ tưởng hình tròn đấy nhưng mà nó không phải hình tròn đâu ạ. Nó hình dẹp đấy. Đó. Mình giữ khéo để mình bắt con ốc vào. Đấy. Nghe chạy do này là ok nha các bác nhé. Đấy, nó phải chạy do nhá. À, để mình gai. À để con ngựa xin thôi. Ngựa em cũng vệ sinh. Và cái mảng chắn của nó em cũng phải chấm dầu. Đó, làm đến đâu em dứt điểm đến đấy. Đúng không ạ? Rồi. Là con ngựa. Em lên cót một tí đi nhé, để kiểm tra xem con ngựa đá chưa. Ngựa đá rồi nhưng mà hơi yếu đúng không ạ? Em cứ bắt con ốc đá để cho nó giữ giữ. À, em bắt gá nha, em chưa bắt xiết đâu. Từ các bác thế. Đấy, nên cót căng một tí nữa. Để kiểm tra cái con ngựa này. Đó. Con ngựa này em thấy là nó đá nó không được khỏe các bác ạ. Đây này, các bác nhìn thấy này. Đấy, nó cứ lờ 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 này. Tức là con ngựa này có chắc có vấn đề rồi. Em chưa soi kỹ con ngựa này. Đó, lau dầu thì các bác thấy bon rồi đúng không? Đấy, bây giờ em sẽ phải test một cái cụm tóc khác mới của em vào để kiểm tra con ngựa xem nào. Đó, phải test đã nhé các bác nhé. Đó, đây, phải dừng lại hết. Đấy, đây là từng bước một, khi phát hiện ra là có sự cố ở cái con ngựa này. Có vấn đề thì em sẽ lấy cái cụm tóc khác em test thử. Đây là cái tóc em đã kiểm tra rồi này, bây giờ em test thử lại cái này xem nó cái con ngựa xem thế nào. Trên thấy con ngựa đá này không ổn này. Không ổn đó. Đó. Và cái tóc này em đã kiểm tra rồi, bây giờ chỉ test thử thôi.
đấy, chạy thành LD đúng không? Đấy, bởi vì em nhìn thấy con ngựa nó có vấn đề. Nên là cái việc mình kiểm tra từng cái một. Đấy, có thể nó sẽ bị mòn guốc hay là nó bị một cái gì đấy. Mắt thường không thể nhìn thấy con ngựa nó bị làm sao cả. Đó. Nhưng mà khi mình test vào máy thì mình mới rõ rồi. Đó. Không thấy đá này em đã thấy vấn đề rồi đúng không? Đúng luôn. Đấy. Tóc thì là của em là ngon rồi, không phải nghĩ nữa rồi. Đó. Này, các bác nhìn thấy nó chạy nó cứ bị rắt như bị rắt. Đó. Rồi bây giờ phải theo dõi đây các bác. Phải theo dõi. Đó. Chứ không có khách nào khác cả. Nếu mà không ổn thì phải thay con ngựa khác. Đó. Đó. Chào các bác.